Drop it. Xin chào các bạn đến kênh YouTube Ra Bàn. Thì hôm nay mình đang ở siêu thị Tiểu Vũ chuyên về việc đồ dụng cụ và samurai của Nhật. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây mình giới thiệu đồ dụng cụ Nhật nhé. Thứ là nữa là sáu inch trên. Bên Nhật thì nó có ít chơi đồ cổ lắm. Đây áo thì của Nhật hoa văn thêu đây. Bước của Nhật đây, đóng chai Quan Âm Bồ Tát này. Đây là chỗ đồ cổ nhé. Đây cũng bình cổ này, Phật Quan Âm Bồ Tát đây. Đi đá này. Đây chưa có. Trên tầng 2 này là chuyên bán đồ mua đồ cổ. Mình thì không chơi đồ cổ nên mình không biết giá trị thực của đồ cổ như thế nào. Chỗ này là chỗ dành cho đấy gọi đồ chơi của con này. Đó. Xe máy ô tô. Cái hiệu đồ cũ này, đồ cổ ở Nhật này nó giá trị nó rất rẻ. Còn đây chỗ tập gym. Cái tập gym này nó rơi tầm 600 thôi mà mình. Đây là quốc côn. Đây luôn nó. Mình bên này mình chỉ thích giày Nike 27.5 giày đá bóng. Cái giường câu này nó là một man đây qua đấy. Bạn nào muốn mua đồ cũ thì đến chỗ đồ cũ thì giá trị nó rẻ hơn. Máy ảnh nha, máy ảnh giặt một sen nếu có sử dụng được không.
xuyên bún. Chỗ này là mình đi mình săn đấy, đố săn cái quán này là quán cổ nhất ở khu vực Kyoto. Nhưng mà ít người đến ăn mì ở dưới nữa mà cô bán ấy. Quán ăn nên là người ta mới bán thực phẩm, nên là người ta không nên trên này mua nhiều, chỉ có người Nhật thôi. Còn người Việt Nam mình rất ít người đến. Mình rảnh thì mình đi thôi, mình quay và mình chia sẻ lan tỏa cuộc sống ở Nhật. Nhiều cái đồ giá trị. Đó. Cục đá này bằng 1.590 yên. Cục đá. Cái bình thủy tinh này rất đẹp nhé. Ở mình mà nhà nào chơi cái này mua về trang trí là đẹp này. Đá đẹp chưa? Mình đã review hầu như là toàn bộ khu này rồi. Thì bây giờ mình dừng video tại đây. Thì chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bam. Đó, chủ đạo của mình là kiếm. Mình sẽ quay cái cận cảnh cuối cùng tạm biệt cái bộ kiếm đẹp này.